Xin công văn nhập cảnh online dễ hơn các bạn nghĩ, làm theo các bước Lâm hướng dẫn là có ngay. Việt Nam Travel Network. Trước tiên, doanh nghiệp nộp hồ sơ cần có tài khoản dịch vụ công quốc gia. Lâm sẽ hướng dẫn đăng ký ngay sau đây. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đó là mẫu NA19, đơn xin cấp tài khoản điện tử, mẫu NA16, mẫu giới thiệu con dấu chữ ký, giấy phép kinh doanh sao y, USB ký số của doanh nghiệp, ủy quyền ký hồ sơ nếu có. Đầu tiên, các bạn cắm USB ký số vào máy tính và máy tính của các bạn phải cài đặt phần mềm chữ ký số VNPTCA thì mới sử dụng được đó nha. Sau đó, truy cập vào cổng thông tin điện tử dịch vụ công quốc gia. Tại trang dịch vụ công, các bạn chọn đăng ký ở đây. Sau đó, các bạn chọn vào đăng ký tài khoản doanh nghiệp. Chuyển sang mục USB ký số, rồi bạn bấm nút đăng ký, thì sẽ hiển thị tên của doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ nhập password, thông tin này bạn có thể nốt trên hộp đựng USB ký số. Phần thông tin này bị ẩn đi thì bạn không điền vào. Hai mục có dấu sao đỏ thì bạn bắt buộc phải điền. Bạn nhập email. Bạn nhập mã xác thực. Và bạn bấm đăng ký. Như vậy là chúng ta đã đăng ký xong tài khoản dịch vụ công rồi. Giờ chúng ta sẽ tiến hành apply hồ sơ cấp tài khoản điện tử. Các bạn truy cập vào dịchvucong.bocongan.gov vào mục nộp trực tuyến. Ở trường tìm kiếm, bạn nhập đăng ký tài khoản thì sẽ hiện cho mình thủ tục đăng ký tài khoản điện tử. Các bạn bấm vào đây và nộp hồ sơ. Ở bước này, điền thông tin doanh nghiệp. Mục nào có sao đỏ là thông tin bắt buộc phải điền. Tên doanh nghiệp là mặc định. Hai mục này bạn điền chức vụ và tên của người có tên trên giấy phép kinh doanh. Mục đích xin cấp tài khoản của mình là thực hiện thủ tục hành chính cho người nước ngoài. Đoạn này bạn điền thông tin liên hệ nơi đặt trụ sở công ty. Tại đây, bạn điền số điện thoại và email của người nộp hồ sơ. Lưu ý, email này phải sử dụng được để nhận thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhé. Nơi tiếp nhận hồ sơ, mình chọn Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nơi gần địa chỉ công ty mình nhất. Ví dụ công ty bạn ở phía Bắc thì bạn chọn Hà Nội, công ty bạn ở phía Nam thì bạn chọn Hồ Chí Minh. Làm tiến hành upload hồ sơ. Ở đây yêu cầu mẫu NA19 thì mình tải mẫu NA19 lên. Giấy tờ khác thì mình tải bản sao y giấy phép kinh doanh. Bạn nhớ ghi chú tên giấy tờ ở bên cạnh nha. Tiếp theo chúng ta tải mẫu NA16 lên. Đây là mẫu giới thiệu con dấu và chữ ký. Tiếp đến là ủy quyền ký hồ sơ. Doanh nghiệp này là do chủ doanh nghiệp trực tiếp ký hồ sơ nên sẽ không cần ủy quyền. Nếu công ty bạn đại diện pháp luật, ủy quyền cho một người khác ký thì bạn upload file ủy quyền này lên nha. Chúng ta bấm đồng ý và tiếp tục. Nếu thông tin bạn cung cấp còn thiếu thì bạn kiểm tra và bổ sung. Mình còn thiếu loại hình tổ chức, mình chọn thương mại đầu tư là hình thức kinh doanh của doanh nghiệp này. Rồi các bạn nhập mã xác thực, tích vào đây và bấm nộp hồ sơ. Nộp xong thì các bạn sẽ nhận được mã hồ sơ như thế này. Để theo dõi tiến trình xử lý, bạn vui lòng truy cập vào đường dẫn dịchvucong.bocongan/bocongan/tra cứu, copy mã hồ sơ lúc nãy và dán vào đây, nhập mã xác thực và tra cứu.
kiểm tra quy trình tại đây, vậy là xong. Sau khi được cấp tài khoản dịch vụ công, chúng ta tiến hành nộp hồ sơ công quan nhập cảnh online nhé. Quy trình nộp như thế nào Lâm sẽ hướng dẫn ở clip sau. Trong quá trình đăng ký, nếu gặp vướng mắc thì hãy comment ở bên dưới hoặc liên hệ số hotline 0866 777 35 để Lâm hỗ trợ nhé.